Luật đất đai là một đạo luật lớn có ý nghĩa tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội và có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều luật khác có liên quan. Khi thực hiện sẽ góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất. Bên cạnh đó, luật nhà ở 2023 và luật kinh doanh bất động sản 2023 có nhiều nội dung mới mang tính đột phá quan trọng để góp phần vào mục tiêu hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển nhà ở, thiết lập công cụ kiểm soát quản lý thị trường bất động sản. Nếu ba bộ luật này có hiệu lực sớm, sẽ góp phần hỗ trợ thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững.